Hi, chào các bạn. Chào các bạn ghé tới chương trình YouTube chứng khoán cho người mới bắt đầu. Mấy ngày ngày trước thì mình có giới thiệu mọi người cái chứng khoán để mà mua là cái chứng khoán Airbnb. Thì chỉ có mấy ngày thôi mà các bạn có thấy nó giá nó tăng vùng vụt gần 20 đô la một share, nó tăng lên rồi ha. Nhưng mà cái mục tiêu của mình không phải là cái ngắn hạn, nên các bạn có thể bán ra lấy lời, nhưng mà những công ty mình giới thiệu toàn là những công ty có tiềm năng rất là lớn, cho nên các bạn có thể mua và giữ nó trong vòng 5 năm mà vẫn yên tâm. Ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một cái chứng khoán nữa, cũng là một cái chứng khoán có cái foundation rất là good. Nó kêu là The Trade Desk TTD ha. TTD hiện giờ nó gọi nó trade nó đang trade với cái giá là 78 67 cent. Tại cái làm video này cũng mất cái 2 ngày, ngày hôm trước thì nó mới có 74 75 đô một cent thôi, nhưng mà hôm nay nó nhảy lên 78 cent, 78 đô la một cent rồi. Nhưng mà các bạn không có lo lắng, tại vì cái để nó khoảng 5 5 năm thì hy vọng là chứng khoán này sẽ tăng vượt bậc ngay các bạn. Mình mỗi video mình giới thiệu thì mỗi chứng khoán đó các bạn cứ ra khoảng từ 5 đến 10% để mình đầu tư vào trong thời gian 5 đến 10 năm ha. Có gì câu hỏi gì giới thiệu nhớ hỏi mình. Tại sao mà mình giới thiệu The Trade Desk đến với mọi người? Thì muốn biết về chi tiết về công ty này nó tốt như thế nào, mời mọi người coi theo dõi cái chi tiết của cái video ha, coi cho kỹ đến cuối tận video luôn nha mọi người. Ok, có câu hỏi gì thì hỏi at the end hay là cái comment below ha. Tôi đã nghe nói về cuộc cách mạng vô tuyến truyền thông không dây trong nhiều năm, nhưng bây giờ chúng ta đang bước vào giai đoạn thứ hai, nơi mà truyền thông vô tuyến đã trở thành xu hướng chủ đạo. Và điều đó được thể hiện rõ ràng vào năm 2020 và 2021. Với một đại dịch lớn và sự cách ly mọi người phải ở nhà, một số lượng lớn người đã hướng tới việc phát trực tuyến để thay thế trải nghiệm trong rạp chiếu phim. Trên thực tế, các dịch vụ phát trực tuyến đã vượt qua hơn 1 tỷ người trong thời đại dịch. Trong một cuộc khảo sát do công ty công nghệ nghiên cứu Lucid thực hiện, 56% người được hỏi đã thêm dịch vụ phát trực tuyến miễn phí trong thời đại dịch. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là hơn gần 3% người trả lời khảo sát đã trả thêm dịch vụ trả phí trong thời gian đó. Hơn nữa, người Mỹ đã dành 44% thời gian phát trực tuyến trong quý 4 2020 so với năm trước. Và trong khi các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix, HBO Max và Walt Disney nhận được rất nhiều điểm nổi bật và được chú ý khi nói đến nền kinh tế phát trực tuyến mới, và làn sóng này đã tạo ra một cơ hội lớn cho một trong những công ty mà tôi yêu thích, The Trade Desk Inc. TTD. I have been hearing about the cord-cutting revolution for years, but we are now entering a second phase where cord-cutting goes mainstream. And that was evident in 2020 and 2021, with a massive pandemic and quarantine forcing people to stay at home. Massive numbers of people looked towards streaming to replace that movie theater experience. In fact, streaming services passed over 1 billion people during the pandemic. In a survey conducted by research technology firm Lucid, 56% of respondents added a free streaming service during the pandemic. But what's even more incredible is that almost two-thirds of survey respondents added a paid service during that time. What's more, Americans spent 44% more time streaming in Q4 2020 than they did the prior year. And while streaming services like Netflix, HBO Max, and Disney Plus get a lot of the highlights and attention when it comes to a new streaming economy, I think one under the radar opportunity could be a better play. It's all a part of this streaming tsunami. And this wave is creating a big opportunity for one of my favorite companies, The Trade Desk Incorporated, TTD. Cách hoạt động của công ty The Trade Desk. Internet đã làm thay đổi ngành công nghiệp quảng cáo. Trước đây, các nhà tiếp thị chủ yếu mua không gian quảng cáo trên các phương tiện in ấn, đài phát thanh và truyền hình. Ngày nay,
Quảng cáo trên Internet đã thay thế phần lớn các phương tiện truyền thông, báo in ấn và đài phát thanh. Lý do rất đơn giản. Các nhà quảng cáo có ý tưởng tốt hơn nhiều về việc ai nhìn thấy quảng cáo của họ trực tuyến hơn là bất kỳ nơi nào khác. Bởi vì đó là các công ty như The Trade Desk có thể phân tích hành vi trực tuyến để xác định chính xác sở thích của một người. Những thông tin như vậy là vô giá đối với các nhà tiếp thị, những người đã mắc kẹt với mô hình quảng cáo và cầu nguyện không biết có hiệu quả hay không trong một thời gian dài. Về cơ bản, các đại lý quảng cáo sẽ đặt quảng cáo trên các khu vực truyền thông sẽ thu hút số lượng lớn nhất, cho dù những người đó có thực sự là triển vọng tốt cho sản phẩm hoặc dịch vụ đang được quảng cáo hay không. Chắc chắn có nhiều cách tốt hơn để thu hút các thuộc tính truyền thống, thu hút các loại khách hàng tiềm năng cụ thể, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn biết chắc chắn. Internet đã thay đổi tất cả những điều đó thông qua quảng cáo có lập trình, và The Trade Desk đang dẫn đầu với tư cách là người tiên phong trong ngành công nghiệp thú vị này. Công ty thông qua phần mềm dựa trên đám mây cho phép khách hàng mua không gian quảng cáo được nhằm mục tiêu trên nhiều kênh khác nhau như xã hội, di động, video, âm thanh, vân vân và vân vân. Sản phẩm của họ đã hoạt động tốt cho khách hàng đến mức công ty đã cố gắng giữ chân hơn 95% người dùng, một con số mà nhiều công ty chỉ có thể mong muốn đạt được. Điều thú vị nhất về công ty là giải pháp TV kết nối. Nhiều người trên khắp thế giới đang dùng truyền thông vô tuyến và ngày càng có nhiều người trẻ tuổi chưa bao giờ trả tiền cáp cho phát trực tuyến TV qua truyền thống từ ngay từ đầu. Điều này sẽ chỉ tiếp tục khi ngày càng có nhiều chọn lựa truyền hình trực tuyến hơn. Tuy nhiên, vấn đề đối với nhiều công ty truyền thông là tính kinh tế cho việc phát trực tuyến không quá tuyệt vời. Quảng cáo mà họ bán qua việc phát trực tuyến không hoạt động đủ tốt để mang lại nhiều doanh thu, và vấn đề này đã ngăn cản nhiều công ty cung cấp nội dung của họ qua Internet cho đến tận bây giờ. The Trade Desk. How this works. The internet has turned the advertising industry on its head. Before, marketers mostly bought ad space on print media, radio, and television. Today, internet advertising has largely supplanted print media and radio. The reason is simple: advertisers have a much better idea of who sees their ads online than they do anywhere else. That's because companies like The Trade Desk, Nasdaq TTD, can analyze online behavior to accurately identify a person's interests. Such information is invaluable to marketers who, for the longest time, stuck to a spray-and-pray model of advertising. Essentially, advertising agencies would place ads on media properties that attracted the largest number of people, whether or not those people were actually good prospects for the product or service being advertised. Sure, there were ways to zero in on media properties that attracted particular types of prospects, but you could never be completely certain. The internet has changed all of that through programmatic advertising. And The Trade Desk is leading the way as a pioneer in this exciting industry. The company, through its cloud-based software, allows its customers to buy targeted ad space on many different channels like social, mobile, video, audio, and more. Its product has worked so well for customers that the company has managed to retain more than 95% of its users, a number many companies can only wish to achieve. What might be the most exciting thing about this company is its connected TV solution. Many people across the world are cutting the cord. And there's a growing contingent of young people who have never paid for cable, opting for streaming TV over the traditional route from day one. This will only continue as more and more streaming TV options become available. But, the problem for many media companies is that the economics for streaming aren't that great. The ads they sell over streaming don't perform well enough to bring in much revenue. And this problem has prevented many companies from offering their content over the internet, until now. Hãy nhìn đến tương lai, The Trade Desk, nền tảng dựa trên đám mây của The Trade Desk cho phép các đại lý quảng cáo xem quảng cáo có sẵn trên Internet trực tiếp trong các mạng truyền thông xã hội, ứng dụng di động, video và âm thanh. Sau đó, các đại lý có thể điều chỉnh việc mua quảng cáo của họ để nhằm mục tiêu đến một đối tượng cụ thể.
Sau khi quảng cáo xuất hiện, nền tảng sẽ cung cấp phân tích chi tiết. Đây là bản chất của quảng cáo có lập trình, mang đến cho bạn những quảng cáo phù hợp nhất trong bất kỳ kênh kỹ thuật số nào mà bạn đang sử dụng tại một thời điểm nhất định. Và một điều khác biệt của The Trade Desk với một số công ty cùng ngành của nó 2 năm trước là thay vì tính phí đánh dấu cho khoảng không quảng cáo mà nó đã bán, công ty đã chuyển chi phí thực tế của quảng cáo cho khách hàng của mình bằng cách thu doanh thu trên phần trăm chi phí quảng cáo. The Trade Desk về cơ bản hoạt động như một đại lý, và bởi vì The Trade Desk minh bạch về chi phí dịch vụ, nó đã có thể thu hút một số đại lý quảng cáo có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Và đến ngày hôm nay, tài chính của The Trade Desk tăng trưởng vượt doanh thu đáng kể. Look how far The Trade Desk has come. The Trade Desk's cloud-based platform lets advertising agencies see real-time inventory of ad space available on the internet and social media, mobile apps, video and audio, you name it. The agencies can then tailor their ad purchases in order to target a particular audience. Once the ads are up, the platform provides detailed analysis. This is the essence of programmatic advertising, bringing you the most relevant ads in whatever digital channel you're using at a given moment. One thing that distinguished the Trade Desk from some of its peers 2 years ago was that rather than charge a markup for the ad inventory it sold, the company passed through the actual cost of the ads to its clients. By collecting revenue on a percentage of ad spend, the Trade Desk essentially acts as an agent. And because it's transparent about what its services cost, it was able to attract some of the most influential ad agencies in the world. Fast forward to today, and the Trade Desk's financials tell a compelling story about how much progress the company has made. As of the quarter that ended June 30th, the Trade Desk had seen revenue climb 120% since the second quarter of 2017, and net income jumped by nearly half. Year-over-year sales growth actually accelerated from 41% in the first quarter of 2019 to 42% in the second quarter. Tiềm năng thị trường của The Trade Desk. Tuy nhiên, The Trade Desk chỉ mới bắt đầu. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Jeff Green đang chứng kiến nhiều nhà quảng cáo lớn trên thế giới toàn cầu cam kết ngày càng tăng tiền chi tiêu tiếp thị và mô hình quảng cáo có lập trình của công ty khi họ tin tưởng vào nền tảng này. Và khi họ nhìn thấy kết quả mạnh mẽ của nó, tỷ lệ giữ chân khách hàng đã vượt quá 95% trong 23 quý liên tiếp. The Trade Desk đã đặc biệt thành thạo trong việc bắt kịp với bối cảnh thay đổi nhanh chóng để tiếp cận với khán giả, và phương pháp tiếp cận chiến lược của nó đã cân bằng giữa việc sử dụng các kênh quảng cáo đã được thiết lập tốt với việc nắm bắt các cơ hội mới trong lĩnh vực kinh doanh, chi tiêu quảng cáo trên không gian video trên thiết bị di động và đã tăng 50% trong vài năm qua, và chi tiêu quảng cáo trong ứng dụng thiết bị di động còn tăng với tốc độ nhanh hơn, đó là 63%. Tuy nhiên, The Trade Desk đã xác định truyền hình được kết nối cũng như âm thanh là những động lực mạng tăng trưởng mới. Đó là những tiềm năng mới. Chỉ trong 12 tháng qua, công ty đã chứng kiến chi tiêu cho TV được kết nối tăng hơn 2,5 lần và chi tiêu quảng cáo cho âm thanh tăng 270% so với cùng kỳ. Giám đốc điều hành Green đặc biệt hào hứng với cơ hội lớn mới. The Trade Desk gần đây đã hợp tác với dịch vụ nhà xuất bản Amazon của Amazon.com để kết nối với các nhà cung cấp nội dung truyền hình cao cấp của bên thứ ba trên trang mạng web nền tảng của The Trade Desk. Green tin rằng quảng cáo truyền hình đang trải qua một cuộc chuyển đổi mang tính cách mạng, và The Trade Desk đang ở vị trí tuyệt vời để làm việc với các nhà quảng cáo và cung cấp cho họ thông tin chi tiết, được hỗ trợ, dữ liệu mà họ cần. Ngay cả với tất cả những tiến bộ đã đạt được, The Trade Desk vẫn là một công ty nhỏ trong ngành quảng cáo toàn cầu khổng lồ, với ước tính khoảng 725 tỷ đô la được chi cho quảng cáo trên khắp thế giới vào năm 2018. Phần của The Trade Desk trong số quảng cáo toàn cầu chỉ chiếm một phần nhỏ của 1%. Ngay cả khi chỉ tập trung vào quảng cáo có lập trình, chỉ riêng chi tiêu quảng cáo ở Hoa Kỳ có thể lên tới 80 tỷ đô la trong năm 2021. Và The Trade Desk đang ở một vị trí tuyệt vời để nắm giữ thần
nắm bắt phần thị phần này ngày càng tăng của thị trường đó. Yet the Trade Desk is just getting started. Founder and CEO Jeff Green is seeing more major global advertisers commit increasing amounts of marketing spend to the company's programmatic advertising model as they gain trust with the platform, and as they see its powerful results. Customer retention has exceeded 95% for 23 straight quarters. The Trade Desk has been particularly adept at keeping up with the rapidly changing landscape for reaching audiences, and its strategic approach has balanced using well-established advertising channels with capturing new opportunities. In its core omnichannel solutions business, ad spending on mobile video space has jumped 50% over the past year, and in-app ad spending on mobile devices has climbed at an even faster rate, 63%. However, the Trade Desk has identified connected television as well as audio as major new potential growth drivers. In just the past 12 months, the company saw spending on connected TV grow more than 2.5 times, and ad spend on audio is up 270% over the same period. Green is particularly excited about a big new opportunity. The Trade Desk recently joined forces with Amazon.com's, NASDAQ, AMZN, Amazon Publisher Services to connect third-party premium TV content providers on the site with the Trade Desk's platform. Green believes that television advertising is going through a revolutionary transformation, and the Trade Desk is in a great position to work with advertisers and give them the data-backed insights they need. Even with all the progress it's made, the Trade Desk is still a tiny player in a massive global advertising industry. With an estimated $725 billion spent on advertising around the world in 2018, the Trade Desk's piece of the total global ad pie amounted to just a fraction of 1%. Even focusing solely on programmatic advertising, ad spending in the US alone could top $80 billion by 2021, and the Trade Desk is in a great position to capture an ever-increasing share of that market. Rủi ro khi nào tôi muốn bán, đúng không? Đầu tư lúc nào cũng có một cái rủi ro và mình phải biết khi nào cái điều rủi ro và mình sẽ bán cái chứng khoán của mình. Với sự lớn mạnh của nền kinh tế toàn cầu là yếu tố sống còn đối với sự tăng trưởng của ngành quảng cáo và những lo ngại về sự suy giảm kinh tế của nhiều nơi trên thế giới đã tăng lên trong thời gian gần đây. Nếu người tiêu dùng trở nên ít sẵn sàng chi tiêu hơn thì những nhà quảng cáo có thể làm theo. Mô hình kinh doanh của The Trade Desk khiến nó trực tiếp phải thắt chặt ngân sách quảng cáo. Vì vậy, tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các điều kiện kinh doanh. Tôi rất tôn trọng sự lãnh đạo của Green và anh ấy vẫn là còn là một phần quan trọng trong luận điểm đầu tư của tôi. Với đánh giá phê duyệt của nhân viên là 94% trên Glassdoor, Green có niềm tin vào lực lượng cộng tác của mình. Người sáng lập cũng giữ lại 60% quyền kiểm soát biểu quyết của The Trade Desk nếu có chuyện gì xảy ra với Green. Đó là điều mà tôi lo ngại nhất. Mặc dù tôi rất vui mừng với sự triển vọng dài hạn của The Trade Desk, nhưng bạn sẽ cần một chút kiên nhẫn để vượt qua sự biến động ngắn hạn. Kể từ khi đạt mức cao gần $290 mỗi cổ phiếu vào tháng 8, cổ phiếu đã giảm hơn 30%. Đó là một bước chuyển lớn trong vòng chưa đầy 3 tháng, nhưng đó là điều mà mọi nhà đầu tư và công ty này đã lường trước và chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện. Risks and when I'd sell. The health of the global economy is vital to growth in the advertising industry, and concerns about economic slowdowns in many parts of the world have grown recently. If consumers become less willing to spend, then advertisers may follow suit. The Trade Desk's business model leaves it directly exposed to tightening ad budgets, so we'll monitor business conditions closely. I highly respect Green's leadership, and he remains a key part of our investing thesis. With a 94% employee approval rating on Glassdoor, Green has the confidence of his workforce. The founder also retained 60% voting control of the Trade Desk as of its most recent proxy statement, and between a 9% stake worth almost $790 million held in his own name and separate positions held in trust, Green also has his financial interests squarely aligned with shareholders. If anything were to happen to Green, I'd be losing a major asset. While I am excited about the Trade Desk's long-term outlook, you'll need some patience to ride out short-term volatility.
Since reaching highs of almost $290 per share in August, the stock has fallen more than 30%. That's a big move in less than 3 months, but it's something that every investor in this company has to anticipate and be prepared to ride out. Công ty The Trade Desk này hiện đang ngụ tại ở California, có khoảng 450 nhân viên á. Công ty này có thể tên Glassdoor thì mình thấy rất nhiều nhân viên rất thích làm việc ở công ty này. Và cái đây hiện giờ thì nó chỉ là một công ty quảng cáo nhỏ thôi, nhưng mà nó có được cái nét đặc biệt riêng của về quảng cáo á. Như trong bài video mà các bạn đã thấy rồi đó, thì cái cơ hội nó sẽ là một cái tiềm năng cho trong ngành lĩnh vực quảng cáo mà rất là thu hút các nhà đầu tư. Ok, mình sẽ làm những video tiếp theo, nhờ các bạn ghé tới cái kênh chứng khoán cho người mới bắt đầu để ủng hộ kênh của mình nha. Ok, chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.